Thưa quý vị, ông Dương Văn Rê, Bí thư chi bộ 12 An Thượng, Đảng ủy phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn luôn nhận được sự tín nhiệm trong nhân dân. Vì ông là người nói đi đôi với làm, đưa ra những biện pháp hữu hiệu để giải quyết triệt để những vấn đề tồn tại gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, góp phần đưa khu dân cư ngày càng trở nên văn minh, sạch đẹp. Ông Dương Văn Rê là một trong các cá nhân điển hình được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận khéo năm 2021. Khu dân cư có khoảng 100 hộ dân, trong đó có 50% là cư dân tạm trú, cho nên để quản lý khu dân cư sâu sát và nắm bắt được tâm tư nguyện vọng nhân dân, thì ông Dương Văn Rê đã chủ động đề xuất và thông qua chi bộ việc thành lập một ban điều hành khu dân cư. Đứng đầu là bí thư chi bộ làm trưởng ban, chủ động soạn thảo và thông qua quy chế mô tả cách làm việc của ban điều hành, gồm ban công tác mặt trận, tổ dân phố, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đồng thời đề nghị các thành viên cùng soạn thảo bản quy tắc ứng xử trong cộng đồng khu dân cư. Nhờ có quy chế làm việc và quy tắc ứng xử, dân chủ rõ ràng minh bạch, kết hợp nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng và phối hợp với nhau rất ăn ý, nên ban điều hành hoạt động rất hiệu quả tại khu dân cư. Thì tôi thấy là một cái đồng chí mà có cái tính bao quát và điều hành được cái khu dân cư này và điều hành được cái ban điều hành khu dân cư, cũng như là tiếng nói của đồng chí là được nhân dân nể phục. Đó là cũng hiếm thấy trong những cái nhiệm kỳ vừa rồi. Thì nhiệm kỳ này thì tôi thấy đồng chí là một trong những đồng chí bí thư nổi bật của khu dân cư. Bên cạnh đó, nhằm khắc phục tình trạng ngập úng nước vào nhà dân tại đường gang K55 của Hà Sơn, mỗi khi có cái đợt mưa, ông Dương Văn Rê cùng ban điều hành khu dân cư đã nghiên cứu thực địa có phương án xử lý chống ngập, lấy ý kiến nhân dân. Ông Dương Văn Rê mạnh dạn tham mưu trình Ủy ban Nhân dân phường, đồng thời xin hỗ trợ dự án. Theo đó, dự án đã đáp ứng, đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngoài ra còn hoàn thiện điện chiếu sáng, trong đó xây dựng mới một tuyến điện chiếu sáng tại kiệt 137 Đỗ Bá. Trước đây thì nhà bị ngập nước tùm lum, ai bị hết, tất cả ai đều bị. Nhưng mà hôm nay thì dự án này làm xong thì không bị ngập nước nữa. Và trước đây cũng bị về điện thì cũng bị giật, thì gà đồ là những con vật trong nhà cũng chết, nhưng mà hôm nay hết rồi. Ông Dương Văn Rê chia sẻ, công việc này thì cũng có một số khó khăn nhất định, song với mong muốn giúp ích cho xã hội nên bản thân ông luôn tâm niệm gần dân, sát dân và nêu gương đón đi đôi với làm trong mỗi công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn luôn lắng nghe cái tiếng nói người dân, cho nên là mà giải quyết nó phục vụ được kịp thời nhân dân về những cái nhu cầu bức thiết, từ đó mà nhân dân họ có cái niềm tin, và chính đó chính là cái động lực làm giúp tôi có một cái niềm vui và để chúng tôi tiếp tục với công việc của mình khi mà thực hiện nhiệm vụ trên kia.